Kinh hoàng với hoa quả Trung Quốc đầu độc cả Việt Nam, cứ dùng là phá nát gan thận, hại cả nhà sớm về với tổ tiên. Quý cô bác thân mến, báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực, mục đích chỉ muốn cảnh báo rằng thực phẩm chúng ta đang tiếp nhận vào cơ thể hàng ngày có vô số độc tố. Trong số đó có những chất độc cực kỳ nguy hại và là cái chết chậm mà mắt thường không nhìn thấy được. Hàng loạt những thứ chất độc ấy đang tràn lan trên thị trường, trong đó có những sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Đó là những sản phẩm nào và vì sao nó là thứ gây ra cái chết chậm? Để có cái nhìn toàn diện, phóng viên sẽ từng bước vạch trần thủ đoạn tẩm độc vào thực phẩm của Trung Quốc mà nó đang ngang nhiên tồn tại trên chính nước ta. Đã có một thời gian rất dài, các phương tiện truyền thông trong nước đã rầm rộ loan tin rằng hoa quả Trung Quốc đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người dân. Thậm chí là chính báo chí Trung Quốc, người dân Trung Quốc cũng e ngại, cũng phát hoảng vì những chất độc trong hoa quả không được kiểm soát. Biết thế, nhưng rồi thì sao? Tất cả những thứ có xuất xứ made in China vẫn được người của ta tuồn về nước để đầu độc đồng bào mình. Họ biết trong đó có độc, biết rằng nó ngấm ngầm gây ra cái chết. Nhưng vì một lẽ, giá của nó rất rẻ và lợi nhuận rất cao. Nhồi thuốc độc vào cam. Hễ nói đến cam tàu, Trung Quốc thì ai cũng ngán ngại, ai cũng biết nó có độc. Nhưng quả cam xuất xứ từ Trung Quốc có hình thù thế nào, phân biệt ra sao thì không phải ai cũng biết. Cũng phải thôi, khi cam tàu đã chễm chệ nằm trên quầy với cái mác cam Việt thì người tiêu dùng có thông thái đến mấy cũng chịu bó tay. Đó là thủ thuật của gian thương người Việt khi hô biến một cách hết sức tài tình. Cam mua ở Trung Quốc có giá rất rẻ. Nếu cam trong nước giá 30.000 đồng 1 kg, thì cam Trung Quốc chỉ bằng 1/3, hoặc cao lắm cũng chỉ bằng nửa mức giá ấy. Giá rẻ đánh trúng tâm lý tiêu dùng của người Việt, nên cam giá rẻ tất nhiên được nhiều người lựa chọn. Nhưng có câu, của rẻ là của ôi, trong trường hợp này rất chính xác. Vì sao cam tàu có độc? Đó là độc gì? Chính người viết bài có một thời gian đã lần theo dấu chân của thương nhân Trung Quốc nhằm trả lời câu hỏi của độc giả về chuyện họ mua con đỉa của Việt Nam để làm gì. May mắn thay, trong thời gian này, phóng viên cũng vô tình tìm được câu trả lời cho chất độc và cách tẩm độc của nông dân Trung Quốc vào trái cam như thế nào. Nhìn bề ngoài, vỏ trái cam Trung Quốc rất bóng, dù vỏ xanh hay vỏ vàng. Nhưng khi bổ trái cam ra thì bên trong lại bị thối rữa. Mùi trái cam không đặc trưng mà có mùi rất hắc, tanh. Sự thực thì trái cam đó đã qua ít nhất 3 lần thẩm mỹ để nó có một hình hài bắt mắt, nhưng bên trong lại ngấm ngầm tồn tại một chất độc chết người. Đất nước Trung Quốc rộng lớn, những vùng giáp danh với biên giới Việt Nam và cả sâu trong nội địa đều hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả như cam, táo, nho rộng hàng ngàn hecta ở Quảng Tây, Hồ Nam, Trùng Khánh. Một số lượng hoa quả rất lớn dùng để xuất khẩu sang các nước, còn lại là phục vụ thị trường nội địa. Với những sản phẩm đóng gói xuất khẩu đi các nước phương Tây, châu Phi và thị trường nội địa được kiểm tra ngặt nghèo, nhưng những thứ tuồn sang Việt Nam thì khác. Ngoại ô thành phố Phúc Châu, Trung Quốc vốn đã sớm hình thành nhiều trang trại lưu trữ hoa quả. Ở đây có những nông trường chứa hàng triệu tấn hoa quả, trong đó có cam. Sau khi được chọn lọc, những trái cam đẹp nhất được đóng gói chuyển đi tiêu thụ. Có hàng chục tấn quả bị thối, bị mốc sẽ tiếp tục được đưa vào quy trình tái chế hết sức kinh hoàng. Không có bất cứ thứ gì bị vứt bỏ đi ở đây, đó là khẳng định của một công nhân trong một nông trường rộng lớn. Một chiếc bồn chứa hàng tấn cam luôn luôn trong tình trạng đầy ắp những quả cam hỏng, cam mốc. Những công nhân của nông trường sẽ đổ vào bồn đó một thứ dung dịch dạng lỏng, đồng thời dùng một lọ thuốc bột màu đỏ đổ vào dung dịch trên. Sau đó khuấy đều để điều chỉnh màu. Sau khi cam được tắm bằng dung dịch này, tất cả những nấm mốc sẽ biến mất. Ngược lại, quả cam có màu sáp bóng rất đẹp. Ngay cả những quả cam hỏng nát được công nhân bóc muối và ngâm trong dung dịch để làm nguyên liệu chế biến nước cam tươi. Người ta sẽ thắc mắc, chai bột màu đỏ và dung dịch loãng ấy là gì? Đó chính là dầu hỏa và phẩm màu. Những độc tố ngâm qua vỏ cam sẽ là hung thủ gây ra vô số bệnh tật và báo trước cái chết trong tương lai không xa khi chúng ta ăn phải những sản phẩm này.
Ngay cả ở vùng Vân Nam, Quảng Tây, nơi mà cam được nhập lậu vào nước ta với số lượng lớn, không qua kiểm tra, đều được làm bằng cách tương tự như vậy. Triệu chứng đầu tiên khi ăn phải thứ chất độc trong những trái cam là đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Và khi việc tích tụ độc tố tăng dần, thì những căn bệnh nguy hiểm như ung thư sẽ là kết quả mà chúng ta phải gánh lấy. Biến đào chua thành ngọt, xanh hóa chín ra sao? Những ngày này, nếu ai đi qua trục đường quốc lộ 6A thuộc địa phận Mai Châu, Hòa Bình hoặc Sơn La, thấy xuất hiện rất nhiều đào bán la liệt. Ai ngang qua cũng đáp xe mua một ít làm quà. Người ta ngỡ rằng đó chính là đào mà bà con dân tộc nơi đây trồng sâu trong hẻm núi. Thế nhưng ít ai biết, số lượng đào được trực tiếp trồng và bán ở đây không nhiều. Phần lớn đào được đem từ nơi khác đến, rồi khoác vào cái áo đào ta, đào sạch. Khi hỏi một người nông dân rằng, chúng tôi có thể vào thăm vườn đào không? Chị lắc đầu nguôi nguẩy, không được đâu mà, xa lắm mà. Hỏi, thế đây là đào nhà chị trồng được à? Chị thành thật, đào nhà mình trồng bán hết rồi, mình mua lại bán kiếm lời thôi. Phóng viên hỏi tiếp, chị mua lại của ai? Nó ở dưới xuôi, chở cả ô tô to lắm lên đây. Nó bán lại cho dân bản địa, rồi dân bản địa bán cho người đi đường. Chị nông dân cho biết. Phóng viên thắc mắc, sao ai cũng bảo đào nhà trồng được? Chị ta tủm tỉm, nói thế để bán được nhiều mà. Đào Trung Quốc trồng ở khu vực biên giới, giáp với các tỉnh phía Tây Bắc nước ta, không khác gì so với đào Sơn La hay Hòa Bình. Hơn thế, trái đào còn có mẫu mã đẹp hơn, ăn giòn hơn, ngon hơn. Nhưng để được trái đào như thế, người Trung Quốc đã làm gì? Đào bán sớm thường được giá, nên người Trung Quốc thu hoạch ngay khi trái đào còn xanh và ăn rất chua. Nhưng họ đã phủ phép vào nó một thứ dung dịch và không phải ăn vào miệng ai cũng nhận ra. Đào xanh sau khi được thu hoạch sẽ tập trung vào từng cái thùng lớn chứa đầy nước để ngâm trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nếu hỏi người nông dân Trung Quốc sẽ nói đó chỉ là nước để rửa đào cho sạch lông rậm bên ngoài. Thế nhưng họ đã cho những gì vào đó? Nó bao gồm phèn chua, mì chính, rượu và nước. Những thứ này được trộn lẫn với nhau tạo thành một hỗn hợp có thể biến đào xanh thành chín, đào chua thành ngọt và trọng lượng có thể tăng gấp đôi. Nếu không tin, độc giả có thể thí nghiệm bằng phương pháp hết sức đơn giản này và theo dõi sự biến đổi đến ngạc nhiên của nó. Và như chúng ta đã biết, thì phèn chua có chứa nhôm vô cùng độc hại và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí thông minh của trẻ em. Những trái đào Trung Quốc khi bị tẩm độc sẽ chỉ giữ được độ giòn trong một thời gian rất ngắn, sau đó thì ỉu đi và thối rữa phía trong ruột. Và khó có thể trách rằng người tiêu dùng không thông thái, mà chỉ bởi những kẻ bất nhân đã dùng thủ thuật quá tinh vi. Nho, táo tắm thuốc, xoài trộn lẫn đất đèn. Nho, táo Trung Quốc đã nhiều lần bị các nước nhập khẩu cho rằng có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quả quá cao. Khi nho, táo Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam thì dư lượng độc tố còn cao gấp nhiều lần. Thế nhưng gần đây, nho Trung Quốc còn được người ta mặc cho cái áo của nho Mỹ, bán giá cao gấp nhiều lần. Hay như xoài có xuất xứ từ Trung Quốc cũng vậy. Những quả xoài to, chín mọng, màu vàng bắt mắt, nhưng phần lớn được làm chín siêu tốc chỉ trong vài tiếng đồng hồ bằng đất đèn và thúc chín bằng các loại thuốc chứa độc tố nguy hiểm khác. Quý cô bác thân mến, không chỉ hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại, mà chính thực phẩm sống như thịt gà hoặc thực phẩm đã qua chế biến như xúc xích cũng tồn tại những mầm độc khó lường. Có ai có thể tin được rằng một con gà nhìn bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng đã thối nát hay không? Hay những cái xúc xích thơm nức mũi lại chứa chất độc giết người? Đừng lấy gì làm ngạc nhiên, với sản phẩm nhập lậu từ Trung Quốc không có gì là không thể xảy ra. Hãi hùng gà độc. Gà Pháp hay còn gọi là giống gà siêu đẻ, có lông màu vàng, đẻ quả trứng vỏ màu vàng đỏ, trứng gà công nghiệp mà có một thời dân ta rất lạ lẫm. Lạ lẫm bởi vì sao? Trước khi giống gà này chưa được nuôi phổ biến, chưa được du nhập vào Việt Nam, thì người dân chỉ biết đến loại gà đẻ trứng vỏ màu trắng và đẻ theo một chu kỳ với một số quả trứng nhất định rồi ấp. Còn với giống gà gọi là siêu đẻ này, nuôi khoảng 18 đến 20 tuần sau khi bóc trứng,
Nó có thể liền tù tì mỗi ngày đẻ một quả trong suốt vòng đời. Sau khi sức đẻ của gà đã giảm đi, người ta bắt đầu vỗ béo nó để bán làm gà thương phẩm. Chỉ cần ra chợ nhìn những con gà đầu chọc không còn một cái lông, bụng cũng nhẵn thín thì nó chính là gà đầu chọc. Trung Quốc vốn là nơi có nhiều trang trại chăn nuôi gà đẻ lấy trứng cực lớn. Và thị trường này cũng là nơi có số lượng gà nhập lậu vào Việt Nam nhiều nhất. Qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, số lượng gà nhập lậu theo thống kê chưa đầy đủ thì có đến hàng trăm tấn gà thải loại với giá bán cực rẻ được đưa sang nước ta làm gà thương phẩm mỗi năm. Vì sao loại gà này lại chứa vô số những vi khuẩn, những chất độc thì độc giả sẽ biết ngay sau đây. Tại một trang trại chăn nuôi gà của một người nông dân tên Hồ Lợi tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một số kỹ sư chăn nuôi và cả phóng viên đã chứng kiến quy trình vỗ béo cho những con gà thải loại này tăng cân đến chóng mặt. Theo Hồ Lợi thì hàng vạn con gà thải loại sẽ được tập trung vào một địa điểm riêng với chế độ ăn riêng. Chế độ ăn đó gồm những gì? Không gì ngoài cám tăng trọng, nước muối và thuốc giữ nước. Loại thuốc cho gà uống để tích nước trong người khiến gà tăng cân ảo. Và việc tích nước muối quá nhiều trong cơ thể khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của gà bị thối rữa. Thậm chí, giòi bọ còn lúc nhúc trong bụng gà. Nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài thì con gà vẫn rất khỏe mạnh. Hơn nữa, để những con gà này không bị mắc bệnh, Hồ Lợi cũng tiến hành tiêm vaccine vô tội vạ. Cả những loại vaccine được khuyến cáo cấm sử dụng trước khi giết mổ một tháng. Nhưng tiêm vaccine chưa đến một tuần, những con gà của Hồ Lợi đã được xuất chuồng. Người nông dân này tiết lộ, phần lớn những đàn gà thải loại này được xuất sang Việt Nam. Trên một diễn đàn mạng chăn nuôi của Trung Quốc, thông tin về việc vỗ béo gà thải loại bằng những cách khác nhau cũng được lan truyền. Và không có cách nào đơn giản hơn là những con gà này được những nông dân Trung Quốc cho ăn cám tăng trọng, trộn lẫn các phụ gia để tích nước, khiến gà tăng cân trông thấy. Một con gà nặng 3kg thì có trong đó chắc chắn 1kg nước. Và không có gì lạ khi trong thịt gà Trung Quốc, người ta đã phát hiện ra nhiều dư lượng thuốc kháng sinh và hormone tăng trọng cực kỳ độc hại còn tồn đọng trong gà đẻ thải loại. Đặc biệt nguy hiểm là trong thịt gà thải loại này còn nhiễm E. coli vượt quá giới hạn cho phép rất cao. Kinh hoàng với cách chế biến xúc xích. Trên bất kỳ con đường nào, khu chợ nào, quán ăn nào tại Việt Nam chúng ta cũng dễ dàng trông thấy người ta đang rán hoặc nướng xúc xích. Người dân chỉ thấy thích thú với mùi vị của món ăn nhanh này, nhưng ít ai tìm hiểu rằng những cái xúc xích nướng sẵn kia có xuất xứ từ đâu và có thực sự đảm bảo vệ sinh hay không. Trung Quốc hơn hẳn các quốc gia láng giềng nào khác của Việt Nam là nơi chế biến xúc xích cực lớn. Và có thể nói không quá là ngoài những thương hiệu được bày bán trong siêu thị, thì ngoài thị trường tự do, kể cả các đại lý lớn đều bị chiếm lĩnh bởi xúc xích Trung Quốc. Chúng không cần bao bọc bởi một cái túi màu mè. Từng chiếc xúc xích được xếp hổ lốn trong một cái bao tải và quẳng vào bảo quản trong kho lạnh. Tất cả những cái xúc xích trần truồng này đều có xuất xứ từ các cơ sở gia công ở Trung Quốc. Điều đáng chú ý nhất với xúc xích được nhập lậu từ Trung Quốc là có giá rất rẻ. Chúng ta cứ thử hình dung, khi thịt lợn trên thị trường có giá 100.000 đồng 1kg, thì xúc xích chỉ có giá 60.000 đồng 1kg. Như vậy thì lời lãi ở đâu ra? Xúc xích được qua nhiều khâu chế biến lại có giá rẻ hơn cả giá nguyên liệu làm ra nó. Vậy bí mật trong việc kinh doanh này là gì? Không có gì là bí mật trong cách chế biến xúc xích trong các cơ sở gia công ở thành phố Thái Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại đây, mỗi ngày, hàng tấn xúc xích được chế biến, đóng gói và đưa ra thị trường. Quy trình làm xúc xích khiến nhiều người phát hoảng vì sự mất vệ sinh và nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm. Trong những xưởng chế biến hết sức đơn sơ là la liệt những tảng thịt nát, bốc mùi hôi thối. Phần lớn đó là những chiếc đầu lợn, phần thịt sau của lưỡi được chuẩn bị bằng quy trình tẩy mùi hôi. Những mảnh thịt đầu còn nham nhở lông, những miếng thịt sau đầu lưỡi rỉ nước nhớt vàng sau khi được rửa với thuốc tẩy trắng và rượu thì trở nên sạch sẽ, thơm tho. Chủ xưởng chế biến cho biết, mỗi ngày cơ sở này xử lý hết khoảng 2 tấn rưỡi những loại thịt này và nó dùng để làm xúc xích. Thịt được đặt từ các lò mổ công nghiệp với cái giá cực rẻ. Nhiều người cho biết nó chủ yếu được bán để phục vụ nhu cầu trong chăn nuôi. Sau khi được làm sạch,
khử mùi hôi thối, những tảng thịt nát được xếp ngay ngắn vào một cái xô. Công nhân của xưởng chế biến sẽ lấy một chai nước màu đỏ, được gọi là chất tạo màu, và một ít thuốc bảo quản hòa lẫn với nhau và tưới đều lên các tảng thịt. Chưa xong, các tảng thịt sau khi được trộn hỗn hợp này sẽ được nhúng tiếp vào một xô nước khác rồi mới tiến hành làm khô. Hỏi nước trong xô là nước gì? Công nhân xưởng chế biến này hồn nhiên trả lời đó là thuốc chống côn trùng. Họ giải thích rằng mùi của xúc xích rất thu hút các loại ruồi, nhặng đến sinh sống và đẻ trứng trên đó. Không còn cách nào hay hơn là họ nhúng qua thuốc diệt côn trùng và tuyệt nhiên không có một con ruồi nào dám bén mảng. Và nếu có những con ruồi nhặng chết trên những tảng thịt nát này, thì công nhân ở đây cũng sẵn sàng cho chúng vào lò nướng cùng với xúc xích. Thịt nát, thối và thuốc diệt côn trùng sau khi được trộn lẫn với phụ gia rồi cho vào nướng sẽ trở thành những cái xúc xích ngon lành. Nhưng nhiều công nhân khẳng định rằng có những cái xúc xích đã bị loại bỏ ngay sau khi ra lò vì nó không thể nào ăn được. Một chất độc đặc biệt nguy hiểm được các xưởng gia công này sử dụng vượt quá giới hạn cho phép là chất hóa học natri nitrite để làm chất tạo màu. Ở một đất nước xa tít mù khơi như nước Mỹ, người ta đã tìm thấy trong xúc xích Trung Quốc sự có mặt của loại thuốc trừ sâu cực độc và đưa ra cảnh báo cấp nguy hiểm. Còn ở Việt Nam, xúc xích bẩn của Trung Quốc vẫn đang âm thầm đe dọa sức khỏe của mỗi người mà chưa có biện pháp ngăn chặn nào. Nỗi lo bị thực phẩm Trung Quốc đầu độc. Người Mỹ có một câu nói rằng một quả táo Trung Quốc đủ để làm cho các bác sĩ chuyên khoa ung thư của Mỹ bận rộn suốt cả ngày. Vấn đề thực phẩm độc hại của Trung Quốc không chỉ là vấn nạn thường trực trong bữa ăn của người dân Việt Nam mà nó đang lan ra khắp thế giới. Nguyên nhân có phải do sự quản lý kém hay quy trình sản xuất lạc hậu hay không? Không phải, tất cả là do lợi nhuận và sự suy thoái đạo đức trầm trọng trong một bộ phận nhà sản xuất ở đất nước rộng lớn này.